Kinh thập thiện nghiệp đạo Phật nói rất rõ ràng Nói rất chi tiết Chúng ta đọc cũng không biết đọc thế nào Đọc rồi không có cảm giác gì Cứ trơ ra Phật đã dạy rất rõ ràng Pháp người trời Bồ đề thanh văn Bồ đề duyên giác cho đến bồ đề vô thượng đều lấy đó làm cơ sở lấy đó làm nền tảng đó chính là thập thiện vì thế thập thiện nghiệp không có không thể làm người trời mà đang luân hồi trong lục đạo Hai cõi trời quý vị không có mặt Tại sao? Quý vị không có thập thiện nghiệp Trung phẩm thập thiện làm người Thượng phẩm thập thiện làm trời Bỏ mất thập thiện nghiệp là ba ác đạo Không coi trọng nó Còn coi trọng thứ gì hợp thiện nghiệp đạo có thể giúp chúng ta xây dựng pháp trời người có thể giúp ta xây dựng bồ đề thanh văn có thể giúp ta xây dựng bồ đề duyên giá có thể giúp ta xây dựng bồ tát bồ, bồ đề vô thượng phật tất cả đều dựa trên nền tảng đó tất cả đều được xây dựng trên mảnh đất đó Ngũ giới được thiết lập trên thập thiện Giới tỳ kheo, giới Bồ Tát xây dựng trên nền tảng thập thiện Không thể không có thập thiện Phật di thập thiện như quả đất Quý vị có vật liệu tốt cỡ nào Cũng phải nhờ nền đất để xây dựng Không có nền đất không xây được công trình nào ý nghĩa của nó rất rõ ràng ý nghĩa của nó rất quan trọng làm sao chúng ta có thể coi nhẹ nó hợp kiện nghiệp đạo là ánh sáng vàng Nó dính hàng bất biến Ánh sáng càng chiếu càng xa Đến quả vị diệu giác Là ánh sáng vô lượng Tượng trưng cho dạng pháp nhất như trong ánh sáng diệu trí của phật sẽ hiện bản thể thanh tịnh mất hết những sai biệt tướng sai biệt không còn nữa chỉ lộ chân tướng tại sao tướng sai biệt là giả tướng tướng sai biệt là xét về tướng nhất sắc tướng xét về tánh tánh chỉ là một năng sinh năng hiện là từ tánh sở sinh sở hiện là dạng pháp tứ ừ dạng pháp không giống nhau tánh giống nhau tác dụng của dạng pháp không giống nhau thể giống nhau Đây là Chỉ lộ tướng chân Vì thế đều cùng một màu